Không thể phủ nhận rằng SBTC Esports là một kiểu đội tuyển mà VCS rất cần. SD có rất nhiều người hâm mộ, giúp cho mỗi trận đấu của họ luôn giúp VCS thu hút một lượng lớn khán giả đông đảo, bất kể là gặp gỡ đối thủ nào. Sự có mặt của rạp xiếc Hèn Đông cũng làm cho khía cạnh truyền thông trở thành một cuộc chiến đầy thú vị giữa các đội tuyển và giữa fan của các đội tuyển với nhau. Có thể xem SBTC Esports như một ông hoàng drama vậy. Drama là một gia vị có hại, nhưng nếu thiếu đi drama, VCS chỉ như một khay bún đậu không có mắm tôm. Vậy mà giờ đây chúng ta gần như sẽ không còn được nhìn thấy cái tên SE xuất hiện ở đấu trường VCS nữa. Dẫu biết rằng sự tan rã của SBTC là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chỉ không ngờ rằng nó lại đến sớm một cách bất ngờ đến như vậy. Thật cay đắng cho SE còn, những người đã trải qua các cung bậc tột cùng của cảm xúc cùng với đội tuyển mà mình chót yêu suốt hơn 2 năm qua. Để rồi đến cuối cùng, họ phải chứng kiến hồi kết của SBTC Esports theo một cách không thể nào xót xa hơn. Trước khi biết được động thái tiếp theo mà ban tổ chức VCS và Riot sẽ ban xuống cho SE, hãy cùng MGN Esports tưởng niệm đội tuyển này bằng cách nhìn lại tường tận chặng đường hơn 2 năm của rạp xiếc Hèn Đông, một quãng thời gian không dài nhưng vô cùng đáng nhớ. Giai đoạn cuối năm 2020, sau một thời gian úp mở liên tục khiến cộng đồng không khỏi xôn xao, Thầy Giáo Ba cùng với Ba Tú chính thức hiện thực hóa dự án trong mơ, đội tuyển Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp SBTC Esports. Bằng cách mua lại suất thi đấu của EVOS, SE ngay lập tức góp mặt tại VCS mùa xuân năm 2021 mà không cần phải chạy chật ở vòng thăng hạng. Chưa dừng lại ở đó, SE còn khiến các học trò lớp thầy ba bắn tùm lum khi liên tục kích hoạt những quả bom tấn chuyển nhượng. Celebrity dù đã chơi net miễn phí ở Gaming House của Team Flash cũng lập tức quay xe để đầu quân cho SE. Sau đó là Zeros, Zizin, Diemot và Slay cũng gia nhập. Trên hàng ghế dự bị là ba huyền thoại VCS Kid Z, Petland và Sop S. Ban huấn luyện gồm thầy Quyền Violet và chuyên viên trang điểm Ba Dọi Béo. Những siêu sao hàng đầu giải đấu đã tạo nên một giải ngân hà SE siêu khủng bậc nhất lịch sử VCS. Học trò lớp thầy 3 giờ chuyển sang làm fan SE và tất cả đều hy vọng vào chiếc cúp vô địch VCS với siêu đội hình trong mơ này. Nhưng bằng một cách vô hình, ban lãnh đạo SE đã tạo fanpage của đội tuyển vào đúng ngày thứ 6 ngày 13. Đó là ngày xui xẻo trong nhiều tín ngưỡng văn hóa, dự báo một tương lai lành ít dữ nhiều cho đội tuyển này. Trước khi giải đấu diễn ra, SE đã để mất Sop S vĩnh viễn vì điểm ngọc thị trường tương lai của em Tú lên đến con số âm 3 tỷ 3. Ngay trước thềm giải đấu, Zerus còn bị ăn ám phạt cấm đánh trận khai màn vì liên tục công kích đội tuyển cũ nợ lương dù ban tổ chức đã nhắc nhở. Thế là SE phải chữa cháy bằng cách cho Petlern vào đánh đường giữa, còn Địa Một thì lên chám đường trên trong trận mở đầu. VCS mùa xuân năm 2021 có lẽ là mùa giải đáng nhớ và để lại nhiều cảm xúc nhất cho fan SE. Đội hình toàn sao này đã đưa người hâm mộ và cả thầy ba đi đến những tột cùng của cảm xúc. Thăng hoa có, tuyệt vọng cũng có. SE có một giai đoạn lượt đi rất tốt với hiệu số 5-2. Chiến thắng đầy cảm xúc trước Cerberus đã thắp lại hy vọng đua vô địch của màu áo Hèn Đông. Nhưng đến lượt về, những gì người ta thấy ở SE chỉ là một mớ hỗn độn. Quá nhiều vấn đề đã xảy ra với đội tuyển này. Venus được chiêu mộ nhưng sau đó mất tích một cách bí ẩn. Có lẽ anh đã thực sự đầu quân cho câu lạc bộ Juventus. Các ngôi sao của SE chỉnh mảng tập luyện, bất đồng nội bộ dẫn đến mất hẳn sự gắn kết trong những trận thi đấu. Vì thế SE thua trắng rất nhiều trận đấu lượt về với một sự rời rạc đáng chê trách. Tưởng chừng như cơ hội vào playoff đã tiêu tàn, thì SE bất ngờ hủy diệt Cerberus trong trận đấu cuối cùng để thắp sáng lại hy vọng trong lòng người hâm mộ. Nhưng chỉ một ngày sau, Deep Kid đã dập tắt ngọn lửa hy vọng đó. SE phải cay đắng nhìn tấm vé playoff cuối cùng rơi vào tay Team Secret. Dream Team của rạp xiếc gà đã thất bại hoàn toàn trong mùa giải đầu tiên. Bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau khi VCS mùa xuân kết thúc, SE phải đón nhận liên tiếp hai hung tin, Zerus và Địa Một, lần lượt bị cấm thi đấu dài hạn vì những lý do khác nhau. Ma Vương nhận án Global Ban vì phát ngôn thiếu suy nghĩ về dịch bệnh. Chiến Vương bị ban một năm cùng với Ba Tú vì những hành vi đi đêm từ GAM sang SE. Chỉ trong nháy mắt, SE đã mất đi hai ngôi sao đường đơn của mình, bỏ ra rất nhiều tiền của để đầu tư xây dựng giải ngân hà, đổi lại là vị trí hạng 5, những án phạt và rất nhiều drama xấu mặt. Chừng ấy có lẽ quá sức chịu đựng của thầy ba. Vì vậy SBTC Esports đã tuyên bố giải tán chỉ sau đúng một mùa giải. Trong lúc ai cũng vừa tiếc vừa thương, vừa cười cợt cho cái tên SE, thì vị cứu tinh đã mang cú plot twist đến, đó chính là Amvert, nhà đầu tư từ nước ngoài. Nhờ có Amvert rót vốn mà SBTC Esports mới được cứu sống, thậm chí còn hồi sinh mạnh mẽ hơn nhiều với nguồn tài chính dồi dào. Và rạp xiếc Hèn Đông bắt đầu bước vào cuộc viễn chinh thứ hai tại VCS mùa đông năm 2021. Sau thiệt hại từ những quả án phạt khủng bố, SE đã chia tay gần như cả giải ngân hà cũ, chỉ giữ lại Celeb. Các tuyển thủ mới được bổ sung cũng không thuộc hạng siêu sao như mùa trước, hầu hết đều là người trẻ hoặc đang đi tìm lại phong độ đỉnh cao. Thầy Quyền cũng đã giải nghệ và người ngồi vào chiếc ghế tân huấn luyện viên trưởng của SE là thầy Liều, một chiếc máy sấy hàng hiệu với thành tích hai lần vô địch VCS liên tiếp cùng Team Flash.
Mặc dù đội hình No Hope thấy rõ, nhưng người hâm mộ SE vẫn có chút hy vọng vào tài cán của thầy Liêu sẽ dẫn dắt dạp xiếc này tạo nên một phép màu gì đó. Và Oleo Sosa thực sự đã giúp SE đạt được kỳ tích trên mặt trận content. Chỉ bằng hai clip hậu trường với nhân vật chính là thầy Oleo và anh già Celeb, SE nhẹ nhàng khiến content của các đội còn lại phải lùi xuống một bước. Biết chơi không? Biết chơi game không? Nhưng ngoài hai quả vlog đỉnh của Chop ra, đội hình yếu nhất lịch sử SE ở giải mùa đông này chẳng thể để lại một dấu ấn nào khác. Khởi đầu ấn tượng ở tuần 1, sau đó lại trượt một sải dài vì sự rời rạc của những nhân tố trong đội hình. Hậu béo Artifact được chiêu mộ nhưng lại không thể hòa hợp với thầy Ô Liêu và gần như mất tích cả mùa. SE bắt buộc phải đưa Hero ra chám đường giữa và thế là cấm chôn của họ bị bắt bài hết. MVP giải mùa đông của SE còn gọi tên thầy giáo Ba và Hadi Lao khi thầy dẫn cả đội đi ăn mừng tuần 1 thành công ngoài mong đợi. Và sau đó thì thầy không bao giờ dám lặp lại sai lầm tương tự nữa. Mùa giải năm 2021 đại bại cuối cùng cũng qua. SBTC Esports bước vào năm 2022 với những bản hợp đồng mới và dĩ nhiên là niềm hy vọng mới từ các fan. Sau cuộc thanh trừng thành viên cũ, SE mang về 2T, Sport, Palace và DNK để tạo thành một bộ khung mới chất lượng hơn hẳn. Theo chia sẻ từ thuyền trưởng Oleo Sosa, đây là đội hình hợp lý nhất thời điểm đó và thầy hoàn toàn tự tin sẽ dẫn dắt SE đi đến thành công. Giai đoạn đầu năm 2022 không chỉ có VCS mùa xuân mà còn có vòng loại tuyển chọn đội đại diện Việt Nam tham dự SEA Games 31. Hai giải đấu diễn ra song song cứ như đa vũ trụ và SE đã cho khán giả thấy được cùng một đội tuyển có thể khác nhau nhiều như thế nào trong đa vũ trụ hỗn loạn. Ở VCS, SE là chú xe ôm, gặp đối nào cũng thua và thậm chí còn rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng ở vũ trụ SEA Games, SE lại chơi như lên đồng, dạp xiếc thắng cả Gam 2-0 trắng và Upbo lên đầu từng đối thủ một để đứng đầu vòng bảng. Nhưng khi có quyền được chọn đối thủ ở vòng bán kết, thầy Oleo lại chọn Gam và thế là hết. SE được chơi net miễn phí thêm 3 ván game nữa, dù ngậm ngùi nhìn tấm áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam rơi vào tay đối thủ chuyển kiếp. Trở lại với VCS, tuy khởi đầu hơi lỏ, nhưng khi đã kích được tộc hệ hai ngài, gồm ngài Thu Thi và ngài Emperor, SE liền quay trở lại cuộc đua top 4. Lại là chiến thắng đầy cảm xúc trước con mồi quen thuộc Cerberus đã thắp lên hy vọng trong lòng các SE con. Nhưng như thế vẫn là quá ít khi số điểm đánh rơi đầu mùa khiến SE không còn quyền tự quyết và một lần nữa phải xếp hạng 5 chung cuộc. Tuy chỉ là chú 5 VCS, nhưng SE mùa xuân của năm 2022 đã giành chức vô địch content và ẵm luôn chiếc cúp trong lòng người hâm mộ. Đây là mùa giải DSBTC Esports trở thành ông vua content với rất nhiều những quả mi mặn mòi tự cà khịa và cà khịa luôn các đội tuyển khác. SE không cần phải quá cố gắng để content, vì content sẽ tự đến với họ. Bản thân thành viên của dạp xiếc gà cũng là nguồn cung cấp content nhà chồng, không thể chất lượng hơn cho đội media. Nhưng chỉ mãi sống với cái danh ông hoàng drama hay ông vua content thì SE sẽ không thể nào chạm đến mục tiêu tối thượng của mình được. Vì vậy ngay trước thềm VCS mùa hè, SE cảm ơn Celebrity đã chấp nhận ở lại chiến đấu thêm một mùa giải nữa. Đồng thời, dạp xiếc gà hồng cũng đón chào sự trở về của đứa con lạc lối, chiến vương địa một, một năm bị ban nhanh như chó chạy ngoài đồng. Địa cuối cùng cũng comeback để trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho giải ngân hà SBTC Esports phiên bản 2. VCS mùa hè 2022 là mùa giải quyết tâm nhất của SE, chiếc vé tham dự chung kết thế giới, chiếc cúp vô địch VCS đầu tiên cho thầy Ba và những vinh quang cuối cùng cho Celeb trước khi giải nghệ. Tất cả đều quá xứng đáng để đấu tranh. SE dưới sự lèo lái của Oleo Sosa đã khởi đầu mùa giải với 4 trận bất bại, trong đó có chiến thắng đẳng cấp trước kỳ phùng địch thủ Gam khiến các fan linh láng nước như sông Hồng. SE còn đã thầm nghĩ rằng cuối cùng thì đội tuyển này cũng đã trưởng thành, cuối cùng thì giấc mơ vô địch đã có thể trở thành hiện thực rồi, cuối cùng thì chiếc áo lông gà của thầy Ba đã có hy vọng được tung bay trên bầu trời thế giới. Nhưng không, hiệu số 5-2 lại xuất hiện sau khi hết lượt đi, và đúng như những gì người hâm mộ dạp xiếc lo lắng khi nhìn thấy những con số ác mộng này, SE liên tục ngã ngựa ở lượt về. Sự bạc nhược, rời rạc giữa những ngôi sao thường thấy ở SE lại một lần nữa ám ảnh đội tuyển này. Con tàu của thuyền trưởng Oleo Sosa đã gần đắm, chỉ cần thắng một trong 4 trận đấu cuối cùng là SE sẽ đặt chân vào vòng playoff. Nhưng dạp xiếc Hèn Đông đã thua đến 3. Khi tất cả đã cảm thấy hối hận khi chót đặt niềm tin vào đội tuyển ác độc này, thì SE liền khiến tất cả bùng nổ bằng cách hủy diệt đội hạng nhì Segres trong trận đấu cuối cùng để có lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển giành quyền chơi playoff. SE ước gì được Gam chọn và Gam đã cho kỳ phùng địch thủ cầu được ước thấy. Trận siêu kinh điển VCS tại playoff mùa hè năm đó có thể là trận đấu để lại nhiều tiếc nuối nhất cho fan SE. Sau khi bị toàn diệt ở ván đấu đầu tiên, Celeb và đồng đội đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ trong ván đấu thứ hai để gỡ hòa tỷ số. Ván đấu bản lề tiếp tục là một thế trận áp đảo đến từ SE. Dạp xiếc hồng đen chơi cực kỳ hay và gần như đã đẩy Gam vào đường cùng với chênh lệch rất lớn, nhưng vào những tình huống then chốt, bộ khung của SE lại để Gam cân bằng lợi thế một cách rất khó hiểu. Để rồi khi trận đấu phải cần đến những tình huống đua phá nhà để phân định kết quả, thì SE đã thất bại đầy suýt soát trước Gam. Thua ván đấu bản lề dù đã tung ra gần như toàn bộ sức lực, SE dĩ nhiên không thể chống cự trước Gam trong ván đấu thứ tư nữa.
Thất bại 1-3 đã đẩy Rạp Xiếc Gà xuống nhánh thua, nơi họ tiếp tục thua trước Team Secret với cùng tỷ số và nói lời tạm biệt với giấc mơ chung kết thế giới. VCS mùa hè 2022 đầy cảm xúc đã khép lại với SE với quá nhiều điều dang dở. Dù sở hữu một đội hình rất mạnh, dù đã khởi đầu rất xuất sắc, nhưng cuối cùng SE cũng chẳng thể giành được chức vô địch VCS hay tấm vé đến đấu trường quốc tế. Những gì họ có trong tay vẫn chỉ là cúp content và chiếc cúp trong lòng người hâm mộ. SE chính thức nói lời tạm biệt với công thần Celebrity, người đã dành ra những năm cuối sự nghiệp của mình để gồng gánh đội tuyển này mà chẳng thu lại được một chiếc cúp nào. Như danh hiệu MVP trong mùa giải VCS cuối cùng, ông cũng là cái kết đẹp cho một huyền thoại như Celeb. Ngoài Celeb, thầy huấn luyện Sosa cũng từ chức và giải nghệ sau hơn một năm gắn bó cùng SE, dẫn dắt Rạp Xiếc này đến thứ hạng chú Tôn Lử là một thành tích vĩ đại nhất sự nghiệp của thầy huấn luyện. Để chuẩn bị cho thời kỳ mới của VCS, mùa giải Hưng Đông 2023, SE phải tìm kiếm hai cái tên thay thế hai vị trí còn trống này. Và như thường lệ, họ lại chiêu mộ được những cái tên xuất sắc nhất. Thuyền trưởng mới của SE là ngài Erik ten Hag, huấn luyện viên số 1 VCS, với thành tích đưa những tài năng trẻ của Saigon Buffalo trở thành những ngôi sao hàng đầu. Người duy nhất đủ đẳng cấp mặc chiếc áo Celeb để lại không thể là ai khác ngoài siêu xạ thủ Slader. Sự có mặt của hai cái tên này một lần nữa biến SBTC Esports thành một dream team khi bước vào chiến dịch VCS Hưng Đông. Niềm tin trong các Edacon lại sáng lên, hy vọng vào cái duyên của ngài Ren sẽ mang về danh hiệu đầu tiên cho màu áo hèn đông. Và mùa xuân năm nay lại là một chuyến tàu lượn siêu tốc, chóng mặt nhưng đầy cảm xúc mà SE dành cho các fan thân yêu. Những trận đấu đầu tiên của đoàn quân ngài Ren có kết quả không thể nào lường trước được. Họ thắng được mọi trận đấu với mọi kịch bản điên cuồng, nhưng cũng có thể thua mọi trận đấu một cách bạc nhược đến khó hiểu. Trên sân khấu, đội tuyển đánh không ra hồn. Sau hậu trường, ngài Ten Hag liên tục bị chỉ trích với phương pháp huấn luyện đắc nhân tâm của mình. Ở nhà, ban huấn luyện online của SE thay phiên nhau trích vào đội tuyển. Rạp Xiếc Hèn Đông khi đó lại không khác gì một mớ hỗn độn như hai năm trước. Nhưng bước vào giai đoạn lượt về, SE đã lột xác hoàn toàn. Ngài Gen cuối cùng cũng tìm ra được công thức chiến thắng cho SE, đó là xây dựng đội hình nhất xạ tứ nổ, bảo kê cho Slader. SE đã vận hành vô cùng trơn tru chiến thuật này để giành về một chuỗi thắng lợi vô cùng ấn tượng, sớm đặt chân vào vòng playoff. Đối đầu với Team Quell và Cerberus ở các trận đấu loại trực tiếp, SE không mấy khó khăn để loại hai địch thủ này ra khỏi cuộc chơi. Lần đầu tiên, SBTC Esports lọt vào trận chung kết VCS, nhưng đó cũng là thành tích cao nhất mà SE đã đạt được ở mùa giải này. Thua trận một lần trước GAM tại trận chung kết nhanh thắng, dù đã dẫn trước 2-1, SE tái đấu kỳ phùng địch thủ trong trận chung kết tổng và lại tiếp tục để thua. Ván đấu quyết định là game đấu nữa mà fan SE vô cùng tiếc nuối. Họ dẫn trước GAM rất nhiều, họng pháo chủ lực Slader cũng rất xanh, nhưng vẫn để chức vô địch rơi vào tay của đối thủ sau những pha mở giao tranh vô cùng khó hiểu. SE đã ở rất gần vinh quang, đã tiến rất gần đến tấm vé bơi ra biển lớn. Nhưng như thế vẫn còn là quá ít, một mùa giải trắng tay nữa khép lại. Dù vậy, các fan màu áo hèn đông đã không quá buồn. Cuối cùng họ cũng được nhìn thấy một SE có chiến thuật bài bản và lối chơi đầy chắc chắn. Họ đã được thấy SE cạnh tranh song phẳng với chức vô địch. Chỉ cần duy trì phong độ này và cố gắng thêm một chút nữa thôi, SBTC Esports chắc chắn sẽ giành được vé đến chung kết thế giới 2023. Nhưng niềm hy vọng đó chỉ là khởi đầu cho tấn bi kịch cuối cùng của SBTC Esports. Chỉ trong vòng vài ngày trước thời hạn chốt đội hình cho VCS Hoàng Hôn, giải đấu quyết định hai đại diện tham dự chung kết thế giới, SE đã thông báo chia tay với ngài Ren và Slader, hai nhân tố quan trọng nhất làm nên thành công của SE mùa giải trước, ra đi đầy khó hiểu khiến fan như chết lặng. Nguyên nhân của vụ việc này là vì nhà đầu tư mới quyết định kick, vậy là SE Con lại vỡ lẽ ra thêm một sự thật nữa, khiến họ tan nát con tim. Thầy giáo Ba đã bán toàn bộ cổ phần đội tuyển cho một bên khác và chủ sở hữu tiếp theo này của SE lại là người từng quản lý 496 Gaming, một đội Dota từng dính líu đến bán độ. Chắc chắn 99% người hâm mộ SBTC Esports là fan của thầy giáo Ba. Họ đã cố gắng gượng cổ vũ cho đội tuyển không thành tích nhưng lại quá nhiều drama này suốt 2 năm qua vì đã chót yêu mến thầy Ba. Cuối cùng thầy cũng đã kiệt quệ trước khoản chi phí quá lớn để đầu tư cho SE, đổi lại là con số danh hiệu bằng không. Người giữ lửa cho SE đã từ bỏ, nhà đầu tư mới cũng không chiếm được cảm tình từ cộng đồng vì bê bối trong quá khứ. Vậy thì còn lý do gì cho người hâm mộ ở lại với đội tuyển quá thiếu tôn trọng fan này nữa? Đỉnh điểm cho cuộc khủng hoảng của SE là màn bóp ré đi vào ruột người từ vị trí team content. Cũng chính là đội ngũ media đã đưa SE lên đỉnh xã hội với danh hiệu vua content giờ đây lại dìm chính đội tuyển của mình xuống bằng một đoạn van chia tay Slader cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Giữa cơn bão chỉ trích của dư luận, media SE vẫn cố chấp không chịu xin lỗi. Câu trả lời duy nhất mà họ dành cho những người hâm mộ ở thời điểm rối bời này là lời khẳng định SE 70% đi chung kết thế giới. Nhưng họ quên giải thích rằng thế giới này là thế giới di động. Chỉ trong một thời gian ngắn, SE đã tự tay kích hai nhân tố quan trọng nhất, mất đi thầy Ba, đón chào nhà đầu tư mới từng dính líu đến bán độ và không chiêu mộ được một bản hợp đồng nào đủ sức xoa dịu cơn giận của người hâm mộ cả. Vì thế, rất nhiều fan đã chọn cách giải thoát cho tâm hồn của mình, rời bỏ SBTC Esports. Người hâm mộ đã quay lưng, dường như đội media của Amverse cũng không còn mặn mà gì với Rạp Xiếc Hèn Đông này. VCS mùa hè gần đánh tới nơi, nhưng fanpage SE chỉ có một hai bài giới thiệu đội hình và lịch thi đấu. Vua content SBTC cũng đã băng hà.
ở VCS Hoàng Hôn đang diễn ra, SM mới chỉ đánh được đúng một trận mà thôi. Đó là trận thua 0-2 trước kình địch GAM Esports. Trận đấu mà một mình Vinboy dù thi đấu rất cháy, nhưng không thể gánh nổi hai con báo hồng cánh trên. Từ sau trận đấu đó đến nay, các trận đấu của SM vẫn đang bị hoãn lại để chờ kết quả điều tra từ Riot. Không ai rõ phía trên đang có ý định làm gì với SM cả, kể cả chính đội tuyển này. SBTC cũng đăng đàn giải thích sự tình và gửi thông điệp yêu cầu ban tổ chức lên tiếng. Nhưng rõ ràng là động thái này không giải quyết được vấn đề gì, vẫn không có thêm thông tin hay thông báo gì từ phía Riot đưa ra cho vụ việc này. Chỉ biết rằng SE sẽ tiếp tục bị hoãn các trận thi đấu ít nhất cho đến hết tuần 4 VCS. Theo thông tin lộ ra từ các nguồn trên mạng, thì SE đang bị điều tra hành vi liên quan đến bán độ hoặc cá độ. Nếu như đây đúng là sự thật, thì ngày tàn của các tuyển thủ bị nhúng chàm, cũng như ngày tàn của chính SE đã đến. Những người tội nghiệp nhất là các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Asian Games có dính líu đến SE. Địa 1 và Palette cùng với cựu tuyển thủ SE là Slader đồng loạt bị loại khỏi đội tuyển dù trước đó đã được điền tên, bị từ chối cơ hội cống hiến cho Tổ quốc. Một vinh dự vô cùng cao quý và hiếm hoi đối với các vận động viên thể thao điện tử, thực sự là cơn ác mộng có thật. Gần nửa mùa giải đã trôi qua nhưng SE mới đánh được một trận. Giả sử đội tuyển trong sạch hoàn toàn và được quay lại thi đấu thì cũng không đủ thời gian cho VCS vừa tổ chức các trận đánh bù cho SE, vừa đảm bảo tiến độ giải đấu kết thúc đúng hạn để tham dự ASEAN. Mùa giải này xem như đã chấm dứt với SE rồi. Sang năm, nhà đầu tư mới của SE sẽ chính thức đổi tên đội tuyển SBTC Esports rồi sẽ đi đến hồi kết. Nhưng không ai lường trước rằng cái kết đầy đắng cay này lại đến sớm ngay vào lúc này. Suốt hơn 2 năm qua, SE đã cho người hâm mộ và cả những fan trung lập của VCS những cung bậc cảm xúc không thể nào quên được. Họ là một đội tuyển phi thường hơn chúng ta nghĩ. Không đội nào lại có thể khiến cho 3 huấn luyện viên xuất sắc nhất VCS về vườn như SE cả. Cũng không có đội tuyển nào sở hữu giải ngân hà khủng như thế, lại đứng hạng 5 như SE được cả. Không thể nào quên được những quả content vô cùng chất lượng mà ông hoàng truyền thông SE đã cống hiến cho Liên minh huyền thoại Việt Nam. Không thể phủ nhận rằng, sau Team Flash, chính SBTC đã hồi sinh lại mảng sản xuất content của những đội tuyển VCS. Sự thù địch của SE và GAM Esports xứng đáng được xem là siêu kinh điển, dù chỉ là trên mặt trận truyền thông. Nhờ tầm ảnh hưởng của SE và thầy giáo Ba mà VCS đã thu hút được một lượng lớn khán giả không hề nhỏ. VCS vẫn sống khỏe nếu như không có SE, nhưng không thể phủ nhận rằng thiếu đi SE thì giải đấu này đã bớt đi phần nào tính thú vị. 2 năm qua tuy không dài nhưng đã là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ đối với các SE con. Tất cả đã cống hiến cả con tim của mình cho đội tuyển này, dù cho những gì mà SE mang lại cuối cùng chỉ là sự thất vọng. SBTC Esports đã khởi đầu với rất nhiều hy vọng, nhưng rồi đoạn kết của họ lại ngập tràn sự nuối tiếc. Nuối tiếc vì chức vô địch VCS đầu tiên cho thầy Ba cứ mãi lảng tránh. Nuối tiếc vì giấc mơ ra thế giới vẫn chưa thành. Nuối tiếc vì cái tên SE phải dừng lại ở đây. Nhưng đã đến lúc phải nói lời giã từ rồi. Tạm biệt SBTC Esports, cảm ơn vì tất cả.